Good morning các bạn. Sáng nay mình đi làm như bình thường nhưng mà ra đây đứng cái cầu chỗ này á. Bị đúng cái cầu cầu mở. Có cái du thuyền của đại gia đi qua cái cầu nó mở lên là mình bị kẹt ở đây, phải tắt cả máy đi. Một đống xe đằng sau cũng bị đứng lại chờ du thuyền đi qua. Đây là quang cảnh thông thường nhất ở khu vực Miami Beach. Và trên này có một cái hotel như này. Hotel ở dưới toàn mấy cái xe kiểu như này đậu. Xe này, cái xe này đều thích cả. Mình đi lần trước này là biển để là vui thôi. Đó là nét đặc trưng của biển Miami Beach mà mình đang sống. Tức là khách đi đến để phòng ở đây xong rồi đi ăn á thì đi ra đằng này, còn đi tắm biển thì đi ra đằng này. Khách sạn này. Và hiện nay là đang là mùa đông nha các bạn. Thời tiết hôm nay cỡ 27-28 độ C, tức là cỡ 80 độ F. Đi bộ có mấy bước là biển lắm luôn. Như mình đã nói lần trước ở trong cái video lần trước á, thì biển Miami không phải là biển đẹp sạch nhất nhưng là rất là sôi động và náo nhiệt. Các cái bờ biển ở bên phía tây của Florida gồm Key Siesta thì bãi tắm rất là sạch nhưng mà độ náo nhiệt thì không thể so được với cả Miami Beach được các bạn. Ngoài kia là có biển, còn phía trong này con đường dọc này có rất là nhiều khách sạn và có một con đường đi bộ có nhiều cây xanh để cho khách du lịch hoặc là cư dân ở đây có thể đi bộ và hít thở oxy. Mình cũng rất là thích chạy bộ buổi sáng, cho nên là vùng biển Miami này rất là hợp lý. Mình có cảnh sẽ đẹp không? Không ở đâu có thể so sánh được Florida về mặt thời tiết khí hậu, rất là hợp lý cho người châu Á mình. Một số khách sạn mà gần biển á,
thì còn có cả bể bơi cho khách du lịch tắm ngay ở trong rồi đi thẳng ra bãi biển như này đi ra ngoài thôi. Nói về biển Miami và không có cát trắng nhưng cũng phải, ở đây cát rất là trắng các bạn. Hôm nay là Beach Week ở Miami cho nên là có rất là nhiều hội chợ lớn nhỏ tổ chức căng bạt ở đây. Đây là nét đặc trưng của vùng biển Miami nha các bạn. Nó cũng có một con đường để đi bộ và nó rất là nhiều cây xanh. Không phải cây xanh mà chính xác là cây dừa và cây cọ như thế này. Đây là điểm đặc trưng của, đặc biệt là vùng South Beach này. Mùa đông nhưng mà vẫn rất là ấm áp. Nói chung là đối với người châu Á thì khí hậu này rất là phù hợp. Mình rất là thích khí hậu này. Nhạc nhẽo sập sình và quan sát rất là đúng lúc. Mình không khoái ngồi vỉa hè lắm bởi vì ngồi vỉa hè mọi người đi qua mình đang ăn uống bụi vàng. Rất là nhiều hàng quán. Mùi thức ăn bay lên sực cả mũi. Cho nên là các bạn nào đang ở tiểu bang lạnh mà mùa đông này tuyết rơi thì muốn dọn về Florida thì liên hệ với mình nha. Mình sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc là tìm kiếm một chỗ ở thích hợp với vùng biển này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt.